Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái bộ nội thất cực kỳ khủng long của cái con loa Hackett AS48. Đây là cái sản phẩm mà được cái hãng Hackett đặt Reveller làm cũ loa. Thì các bạn cùng nhau mình khám phá cái loa bên này. Còn loa bên kia mình đã mở ra rồi, chúng ta sẽ biết được cái bát của nó là bát 35.5 gần 36 với cái thiết kế là gân này là gân mút, gân còn rất là bền, màng giấy trép cũng đẹp giấy luôn. Thì nó được hãng Reveller, nó đặt hàng hãng Reveller làm nên cái thiết kế của nó gần như giống y luôn. Chỉ có cái bát của thằng này là màu hơi màu xám xanh, dạng như là màu của quân đội. Còn cái bát của thằng Reveller Lancer 99 thì nó là màu trắng sữa, nó cũng có khác biệt. Thùng của cái thằng này thì nó là lưới không tranh, còn cái thùng của thằng Lancer thì nó giống như là kiểu như lưới gỗ móc cáo. Rồi bây giờ bên này thì mình đã tháo ra bát ra rồi, thì các bạn thấy cái kiểu gắn dây này nó cũng giống y, cái cụm từ này rất là khủng to gần găng tay luôn. Ở dưới các bạn thấy cái logo của hãng Hackett, nhưng mà nó có một cái dòng chữ là Manufactured by Hackett và bởi Reveller, by Reveller. Các bạn thấy cái model của nó vẫn là cái model riêng của hãng này, 401-134. Còn cái model của cái thằng Lancer 99 nó là hình như là LE14, mình nhớ không nhầm thì vậy. Này nó cũng có một cái lưới, đúng là hàng Reveller làm thì nó gần như là giống y luôn. Bên trong này các bạn thấy bát màu trắng không, khác với nhau nó đặt hẳn Reveller làm và sơn theo ý của nó thôi, rất là khủng luôn. Để mình tháo cái lấy cái bát xuống nha, rất là nặng. Coi cái phần tầng, các bạn xem đây, cũng không có quá gì nhiều, đa số nó làm thủ công. Cái tép này thì mình không mở ra được tại vì nó còn nguyên riêng, khi mình mở mình phải lột cái này ra thì nó sẽ mất riêng của nó đây. Nhưng mà các bạn yên tâm, hàng mình đã kiểm tra bằng cách rọi pin vào rồi thì nó đẹp riêng nguyên bản, tất cả các loa này nó đều riêng nguyên bản. Và hôm bữa mình có video giới thiệu rất là kỹ rồi, loa này có công suất là khoảng 50W, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy khoảng 90 dB. Bây giờ mình sẽ test nhạc nhé.